Bạn, hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh về cô gái này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu nâu. Tóc mình sẽ tô màu đỏ, mình sẽ tô viền bộ áo. Bên trong này mình sẽ có một tím. Bên này sẽ có màu hồng. Bên bút này sẽ có màu đen. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.